Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022. Thì trong giai đoạn này thì đối với lại cây phi điệp thì đa số là cũng đã lên những cái mầm gốc rồi. Có những cái kỳ thì đã lên mầm gốc khỏe, và có những cây thì mầm gốc thì nó bắt đầu nó sưng và bắt đầu nhú mầm gốc. Ở đây thì anh chị em thấy rằng là như những cái cây này của mình thì mầm gốc nó đang lên cũng khá là khỏe rồi mọi người. Đấy. Đây như cây này thì mầm gốc lên thì cao hơn này. Đấy. Đây cây này cũng 4-5 cái mầm gốc. Cây bên này thì 2, 4, 6, 7 cái mầm gốc anh chị em ạ. Tất cả có 7 cái mầm gốc. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ làm video này để chia sẻ với lại toàn thể anh chị em để cách để chúng ta chăm cho cái mầm gốc của cây phi điệp của chúng ta. Làm thế nào để cho cây phi điệp của chúng ta nó phát triển tốt và nó có được một bộ rễ khỏe mạnh nhất. Thì để chăm cho cây phi điệp của chúng ta nó phát triển cái bộ rễ, thì muốn cho cây lan nó phát triển khỏe mạnh thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái bộ rễ. Tại vì rễ của cây lan nó chính là cái linh hồn của cây lan. Cây lan có tốt, có khỏe hay không thì nó nhờ vào cái bộ rễ. Và bộ rễ này thì nó hút chất dinh dưỡng. Từ đó thì nó làm cho cây lan chúng ta nó hút đủ chất dinh dưỡng thì cây lan chúng ta nó phát triển được tốt nhất. Vậy thì để cho bộ rễ phát triển thì chúng ta cần phải những cái điều kiện gì? Thì đầu tiên thì anh chị em cần phải tạo cái môi trường tiểu khí hậu tốt nhất cho cái cây lan của chúng ta. Tiểu khí hậu thì nó gồm có nắng này, có gió này, có nước này. Đấy, thì nước thì chúng ta cần phải giữ cái độ ẩm cho cái giò lan của chúng ta, để cho cái bộ rễ của chúng ta, bộ rễ của cây lan nó không bị thiếu nước. Đấy. Cái thứ hai nữa là nắng thì chúng ta cần phải, trong khu vườn thì chúng ta cần phải có một cái lưới lọc nắng. Đấy. Và gió thì chúng ta cần phải để cho cái vườn lan của chúng ta nó thông thoáng, nó gần với lại cái điều kiện tự nhiên thì nó sẽ tốt cho cây lan, và cây lan của chúng ta nó thông thoáng thì nó ít khi bị bệnh. Thì đó là những cái điều kiện để cho cái cây lan của chúng ta nó phát triển. Và có một cái phương pháp nữa để cho cây lan chúng ta nó phát triển được tốt hơn, đó là chúng ta sử dụng phân. Thì phân thì anh chị em có thể sử dụng phân cho cái giò lan, thì chúng ta sử dụng phân hữu cơ là chủ yếu. Đấy, phân hữu cơ là chủ yếu. Ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng thêm những cái phân như là phân trì, phân tan chậm đấy. Ở vườn của mình thì mình hay sử dụng phân trì và phân phân trì của Nhật 14, 13, 13, và sử dụng cái phân xanh này này. Cái phân xanh này của Mỹ. Đấy. Thì đối với lại cái phân hữu cơ là cái phân phân chuồng đây này. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều một chút. Đấy, không sao. Nhưng mà đối với phân hữu cơ thì anh chị em nên sử dụng ít thôi, sử dụng vừa phải thôi thì nó không bị cháy dễ. Đấy. Rồi, còn một cái sản phẩm nữa. Đấy. Ở đây mình thì vườn của mình thì mình hay sử dụng cái thằng Biorot này. Thứ nhất là Biorot này. Thứ hai là mình sử dụng thằng Super Thai này. Đấy. Và thứ ba là mình sử dụng là vitamin B1. Đấy. Thì về liều lượng thì thứ nhất là vitamin B1 thì mình sử dụng là 1cc trên 1 lít nước. Đấy, vitamin B1 thì nó có tác dụng là điều hòa sinh trưởng phát triển cho cây trồng. Là 1cc trên 1 lít nước này. Cái thứ hai là mình sử dụng là Super Thai. Đấy, thì cái Super Thai này thì mình sử dụng là 1 cho đến 2 giọt trên 1 lít nước nha mọi người nhé. Super Thai thì nó là một chất kích thích tăng trưởng cây trồng. Đấy, sử dụng 1 cho đến 2 giọt trên 1 lít nước. Và cái thứ ba là sản phẩm thứ ba, nó chính là cái Biorot. Thì Biorot này nó chính là cái sản phẩm kích thích phát triển rễ của cây trồng. Đây anh chị em nhìn, anh chị em sẽ thấy rằng là nó là cái sản phẩm kích rễ, và nó có cái thành phần là 011, tức là không có đạm, một lân và một kali.
Thế nhưng mà cái sản phẩm này thì nó là sản phẩm mà nó là cái sản phẩm mà nhập khẩu từ nước ngoài. Đấy. Được sản xuất theo cái công nghệ nano nên là mình thấy rằng là sử dụng sản phẩm này nó rất là tốt. Đấy. Thì cái này thì mình sử dụng là 1cc 1cc trên 1 lít nước. Đấy, thường là như thế. Và ba cái sản phẩm này thì anh chị em pha chung với lại 1 lít nước và anh chị em tưới cho cái vườn lan của chúng ta. Những cái cây mà có mầm như này này, hoặc là nói chung là tất cả các cái cây lan ở trong vườn của chúng ta, thì cứ 1 tuần thì chúng ta tưới 1 lần. 1 tuần cho đến 10 ngày thì chúng ta tưới 1 lần. Như thế thì cây lan của chúng ta nó sẽ phát triển được tốt và nhanh ra rễ. Đấy. Thì các bạn sử dụng như thế cho mình. Và mình xin nhắc lại này. Thứ nhất là Biorot là 1cc trên 1 lít nước. Thứ hai là vitamin B1 thì là cũng 1cc trên 1 lít nước. Và cái sản phẩm thứ ba đó là Super Thai. Thì Super Thai này thì anh chị em sử dụng cho mình là từ 1 cho đến 2 giọt trên 1 lít nước. Và cứ khoảng độ 7 cho đến 10 ngày thì anh chị em tưới cho vườn lan của chúng ta 1 lần. Ba cái thứ đó anh chị em pha chung lại với nhau trong 1 lít nước và anh chị em tưới cho toàn bộ gốc, rễ, thân, lá, nói chung là toàn bộ cái chậu lan của chúng ta. Đấy, thì như thế thì cái chậu lan của chúng ta nó sẽ sớm ra rễ và sẽ có một bộ rễ khỏe mạnh. Thì chúng ta chú ý là thứ nhất là giá thể này, thứ hai là cái tiểu khí hậu nha mọi người nhé. Cái thứ ba nữa là anh chị em sử dụng cho mình ba cái sản phẩm trên. Và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà anh chị em thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan, để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều video có giá trị hơn nữa để chia sẻ tới toàn thể các anh chị em yêu Lan. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.